áp dụng nhé, không khó. 相談行政書士に相談しよう。Ecom Money Express, xóa khoảng cách, gửi yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Pháp luật Nhật không khó. Tôi là An Huy và đồng hành cùng với tôi trong chương trình ngày hôm nay sẽ là chị Mây Phương. Chương trình của chúng tôi được thực hiện với mục đích đưa ra những thông tin và những ý kiến khách quan và đa chiều liên quan đến những vấn đề về pháp luật Nhật Bản cũng như là cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Và tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi rất vui vì đón được 4 vị khách mời. Đầu tiên là anh Lê Hùng với nhiều năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xuất khẩu lao động. Tiếp theo là bạn Ánh Ngọc, đại diện từ công ty chuyển tiền Dicom. Đại diện cho lớp trẻ là bạn sinh viên đại học Hà Anh. Và cuối cùng là chị Bế Minh Nhật, hiện đang công tác tại tổ chức Phi Lợi Nhuận. Và chúng tôi rất mong sẽ được lắng nghe những ý kiến khách quan và đa chiều từ phía những vị khách mời của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên tay tôi lúc này là một chiếc thẻ có lẽ khá quen thuộc với nhiều người Việt Nam đang sinh sống tại Nhật Bản. Với nhiều người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đất nước Nhật Bản thì việc chuyển tiền giữa Nhật Bản và Việt Nam có lẽ không còn gì là xa lạ. Tuy nhiên, trong những thời gian gần đây thì chúng ta đã có rất là nhiều vi phạm liên quan đến việc chuyển tiền và đó cũng chính là chủ đề chính của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với những thảo luận sâu hơn về vấn đề này, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi tin nhắn sau đây. Anh Hát là người Việt Nam đang lao động tại Nhật Bản, đã tìm đến dịch vụ chuyển tiền tay ba và mất trắng 80 man, hơn 136 triệu đồng. Anh D cũng là một nạn nhân khác khi từng thực hiện thành công khoảng 2 giao dịch, mỗi lần 20 man, nhưng cuối cùng bị lừa mất 70 man, khoảng 120 triệu đồng. Các đối tượng trên đều bị lừa với cùng một thủ đoạn. Bên thứ ba cam kết chuyển tiền không mất phí từ Nhật về Việt Nam. Sau khi nhận tiền, họ chụp và gửi hóa đơn đã chuyển tiền, nhưng tiền trong tài khoản người nhà ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Sau đó, nạn nhân bị chặn hoàn toàn mọi liên lạc với người chuyển tiền. Vừa rồi là một tin ngắn về việc vi phạm liên quan đến chuyển tiền tay ba. Và có lẽ đây cũng là một trong những vi phạm mà phổ biến nhất khi mà chúng ta liên quan đến những vụ việc là chuyển tiền. Mọi người hiểu như thế nào là chuyển tiền tay ba? Ngay trong câu hỏi của bạn thì nó cũng đã na ná có nội dung câu trả lời rồi. Chuyển tiền tay, đúng không ạ? Tức là mọi người sẽ trao tay cho nhau. Và ba thì sẽ có ba cái thành phần. Đấy là có một người đứng giữa để mà đảm bảo cái việc là hai người kia giao dịch tiền với nhau. Thế còn chị Nhật thì sao ạ? Khi mà cũng được biết là chị cũng có học về chính sách công thì chị có những cái góc nhìn như thế nào đối với việc chuyển tiền tay ba như thế này? Đứng từ cái góc độ mà gọi là quản lý tín dụng hay là chống rửa tiền gì đấy thì đây thực sự là một cái hành vi phạm tội khá là mình nghĩ là rất nghiêm trọng. Việc mà chuyển tiền tay ba mà với cái số tiền lớn như vậy thì mình cũng khá là bất ngờ. Đấy là một cái quy mô rất là lớn, thực sự là rất là lớn. Nó sẽ ảnh hưởng đến không biết là bao nhiêu bạn thực tập sinh nữa, bởi vì là có khi các bạn chỉ để dành cả năm được vài chục man hoặc là 100 man gì đấy thôi. Đúng không? Những cái số tiền mà ở trong một cái case như vậy nó đã từng đấy rồi thì không biết là cuộc sống của bao nhiêu gia đình, cuộc sống của bao nhiêu bạn thực tập sinh bị ảnh hưởng, thì mình cũng đấy là một cái mà mình cảm thấy rất là bất ngờ khi mà xem VTR. Vừa rồi là những cảm nhận bước đầu của các vị khách mời trong chương trình của chúng ta sau khi mà xem tin ngắn. Những ý kiến này sẽ thay đổi như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thông tin cụ thể từ phía chị Mây. Vâng, chúng ta vừa trao đổi về chuyển tiền tay ba là gì. Thì đây chính là nội dung thông tin mà tôi đã tìm hiểu được trên các trang web của Sở Cảnh sát Tokyo cũng như là các trang luật hành chính của Nhật. Chuyển tiền tay ba là hình thức gửi tiền tự liên hệ, chuyển tiền cho một bên trung gian qua mạng xã hội. Bên trung gian sẽ chuyển tiền vào tài khoản thân nhân người gửi, có thể là ở quê, ở đất nước của mình, hoặc mang tiền mặt đến tận nhà với một mức chi phí rất thấp hoặc miễn phí. Có lẽ đây là cũng là điểm hấp dẫn của cái chuyển tiền tay ba. Vừa rồi là những thông tin đến từ các cơ quan chức năng cũng như là các cơ quan báo đài tại Nhật Bản. Có lẽ là chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận với các vị khách mời bằng một câu hỏi. Mọi người có ai biết sự phát triển của những công ty chuyển tiền một cách chính thống ở Nhật Bản bắt đầu từ thời điểm nào không ạ? Về cái dịch vụ chuyển tiền ấy thì thực ra là cái dịch vụ chuyển tiền quốc tế nó đã có từ rất lâu. Bản thân các ngân hàng của Nhật thì cũng có dịch vụ chuyển tiền quốc tế nhưng mà giá của nó rất là đắt. Vì lúc đấy thì là nó không có những cái hợp đồng liên ngân hàng giữa các quốc gia. Đấy, cho nên là họ phải đi vòng thông qua các tổ chức tiền tệ quốc tế xong rồi mới đi vòng lại. Thời điểm đấy thì chuyển thì là rất là thiệt, giá thì rất là rẻ và phí thì rất là cao. Thời đó là mỗi một lần mình chuyển tiền về Việt Nam chuyển có 5 măng cho mẹ thôi mà đã mất đến tận 8.000 tiền phí khi mà chuyển qua ngân hàng bưu điện. Mình thấy rất là vô lý. Thế nên sau đó thì có một người bạn giới thiệu là có gì đâu, gọi điện cho ông này. Thì là chỉ cần là nửa ngày sau thôi là sẽ có người mang tiền đến nhà cho mẹ anh. Xong mẹ anh nhận rồi thì bên này anh mới phải trả. Thế còn chuyển tiền về Việt Nam mà các cái đơn vị mà gọi là chuyển tiền chuyên nghiệp ấy thì mình cũng may mắn là có quen với lại anh giám đốc bên Dicom.
Thì thời điểm đó là mình cũng quản lý thực tập sinh mà, cho nên là mình cũng vận động tất cả các anh chị em là dùng Decom, và từ cái mức phí 8.000 mà xuống còn có 1.000. Thì đấy là những cái bước biến nhảy vọt của người Việt Nam so với việc gửi tiền đó. Và tuy nhiên là vẫn phải mất phí. Cái nhận thức của người gửi tiền là không muốn mất phí thì mọi người vẫn đâu đó vẫn thích là ở bên tay ba, mình nhận được tiền rồi mình mới gửi mà. Thì mọi người cũng không nhận thức được những cái rủi ro bên trong đấy. Ta cũng có thể thấy rằng là ở thời điểm 10 năm trở lại đây thì các dịch vụ hướng đến cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản rất là phát triển, và trong đó đặc biệt là những cái dịch vụ mà liên quan đến việc chuyển tiền chính thống. Tuy nhiên theo mọi người thì nguyên nhân vì sao việc chuyển tiền tay ba vẫn đang rất là phổ biến trong cộng đồng người Việt, mặc dù là đã có những công ty chính thống làm việc liên quan đến chuyển tiền như vậy và đã phát triển rất là nhiều rồi? Về phía em thì em có những câu chuyện mà cũng được nghe từ những người bạn của mình. Thì các bạn ấy là thực tập sinh và qua đây để đi làm, xong rồi gửi tiền về nhà cho gia đình mình. Các bạn dùng cả hai cái hình thức, đó là chính thống và tay ba. Bởi vì là với cái phương thức chính thống thì các bạn sẽ gửi tiền về một khoản tiền nào đấy để cuối năm mình có đủ điều kiện để mình miễn giảm thuế. Sau khi mà đã có đủ cái khoản đấy rồi thì các bạn lại chuyển sang là sử dụng cái dịch vụ tay ba. Em nghe các bạn chia sẻ lại với em ấy thì nó sẽ hoặc là miễn phí hoặc là phí rất thấp như mọi người vừa chia sẻ từ nãy đến giờ. Theo góc nhìn của người tiêu dùng thì rõ ràng nó là có rất là nhiều quyền lợi cho mình đúng không ạ? Vừa rẻ vừa tiện. Vậy thì tại sao nó lại là một cái hành vi mà ở đây được cho là bất hợp pháp? Những rủi ro nào khi mà chuyển tiền tay ba đem lại thì có lẽ là cái chủ đề mà chúng ta cần phải trao đổi để tìm ra được cái nguyên nhân vì sao chuyển tiền tay ba lại bị coi là phạm pháp. Nó mang đến những cái rủi ro gì cho cả bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ? Chuyển tiền tay ba thì nó dựa nhiều vào cái niềm tin hơn. Thì lần một, lần hai mình có thể là chuyển thành công rồi, suôn sẻ rồi. Nhưng mà đến lần thứ ba, lần thứ tư thì sao? Anh Hùng, khi mà anh mười mấy, 20 năm trước ấy, khi mà anh mới sang Nhật và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật lúc đó vẫn còn khá là tản mát và lẻ tẻ, nó chưa thành một hình thành một cái cộng đồng sâu và có chất lượng như bây giờ ấy. Khi đó cái mục đích chuyển tiền của mình, và có lẽ là khi mà anh nhờ những người bạn để chuyển tiền ấy, thì đó với quy mô rất là nhỏ và hầu hết là các cái mối quan hệ dựa trên sự thân cận lẫn nhau. Nhưng mà tuy nhiên khi mà đã đến cái mức là vi phạm những cái luật tín dụng quốc tế hay là luật chống rửa tiền quốc tế chẳng hạn, thì nó sẽ liên quan đến quy mô và cái lợi nhuận mà cái người đứng ở giữa nhận được từ cái giao dịch đấy. Và theo luật của Nhật thì bất kỳ khi mà anh đứng ở giữa trung gian thì có lẽ khi anh nhận được lợi nhuận anh đã bắt buộc phải khai báo và phải hoạt động theo đúng luật của họ. Tôi thấy là có một cái từ nó rất là liên quan, có khi là nó cũng cùng với lại ý nghĩa trong chương trình này, đấy là trong tiếng Nhật nó gọi là Chikaginko ấy, tức là ngân hàng ngầm. Có lẽ là giữa chuyển tiền tay ba và ngân hàng ngầm nó là một khái niệm rất gần nhau đúng không ạ? Bởi vì là khi những người đó họ có lợi nhuận và họ không khai báo, họ nằm ngoài sự quản lý tài chính của các quốc gia, rồi là dựa như bạn nó có sự rửa tiền đúng không nhỉ, thì hoàn toàn có thể là cái việc mà cái nguồn tiền mà thu lại đó, ví dụ như đầu Việt Nam họ dùng những cái tiền bẩn, tiền phạm pháp để họ trả giải ngân cho phía gia đình, còn đầu bên Nhật họ thu tiền vào thì họ lại sử dụng vào những cái mục đích mà nằm ngoài pháp luật, ví dụ như là mafia hoặc là gì đó chẳng hạn. Có lẽ là vì như thế nên là nó gây ra những cái nguy hại lớn cho xã hội, cho nên người ta mới phải ngăn chặn. Tôi nghĩ là có hai luồng ý kiến ở đây. Thứ nhất, có rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến việc tại sao chuyển tiền tay ba nó lại bị coi là một cái việc mà vi phạm pháp luật ở đây. Thứ nhất, nó liên quan đến vấn đề quyền lợi của những người mà tham gia những cái hoạt động như thế này, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là về vấn đề quản lý. Quản lý ở đây là quản lý về hoạt động kinh doanh cũng như là quản lý về dòng tiền xuyên quốc gia nữa. Và có lẽ là đó là một trong những cái rất là nhiều những cái lý do vì sao mà hành động mà chuyển tiền tay ba lại có thể bị coi ở đây là một hành động vi phạm pháp luật. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về những thông tin này thông qua những ý kiến của Sở Cảnh sát Tokyo. 地下銀行とはですね、銀行法に基づく免許を持たないで不正に海外送金する業者です。地下銀行は不法滞在の外国人が不法就労や犯罪で得た資金を母国に送金するのに利用されています。また国際的なテロ組織や犯罪集団が送金やマネーロンダリング等の手段として利用しています。地下銀行を行った場合、銀行法違反の罪に問われ、罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。地下銀行はですね、送金したお金が相手に届かなかったり、途中で横領されたりする可能性もあります。正規の銀行や資金移動業者と違って、消費者保護等の仕組みがなく非常に危険です。絶対に利用しないでください。Vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những ý kiến về việc là tại sao ở Nhật Bản hành vi chuyển tiền tay ba lại bị coi là một hành vi mà vi phạm pháp luật. Ý kiến của mọi người trong vấn đề này như thế nào? Việc chuyển tiền tay ba thì nó bị phạm vào luật phòng chống rửa tiền, và nó cũng là một ngành nghề mà không được khai báo thuế.
em nghĩ là cái việc mà phòng chống rửa tiền ấy thì giống như những công ty DICOM hay là những công ty mà chuyển tiền đã được Nhật Bản công nhận, thì bọn em luôn có luật phòng chống chuyển tiền ở trong đấy, là giới hạn một người trong một năm chỉ được chuyển chừng đó tiền thôi và không được chuyển nhiều hơn. Nhưng mà ví dụ như những người người ta làm chui hay là người ta làm quá vượt qua số tiền đấy và người ta muốn gửi về Việt Nam thì như thế nào ạ? Thì tất nhiên là người ta sẽ không thể nào mà người ta đi qua những công ty chính thống được, bởi vì là một năm chỉ được gửi chừng đấy tiền mà tôi làm hơn thì làm sao để gửi về, thì tất nhiên là người ta sẽ đi qua những cái mà tay ba. Nói chung là phải có nhu cầu thì nó mới có cung, nó có cung mới có cầu. Thì vì những cái vấn đề như thế thì hiệp hội chuyển tiền tay ba nó mới lớn và nó đào về những cái việc như là giống như hồi nãy bạn bảo là phí thấp rồi mua trên giá hay như thế nào đấy, người ta đánh vào tâm lý của người tiêu dùng và nhu cầu của người tiêu dùng mà người ta phát triển thêm. Chúng tôi cũng có tìm hiểu và được biết rằng là việc chuyển tiền tay ba sẽ còn dẫn đến một vài những vi phạm liên quan. Ví dụ như ban đầu các khách mời có chia sẻ, đấy là khi mà chuyển tiền qua các doanh nghiệp hay là tổ chức chính thống thì sẽ có biên lai chuyển tiền và sẽ dùng cái đó để có thể giảm thuế, miễn thuế cho mỗi cá nhân, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà chuyển tiền tay ba chúng ta không có những cái hóa đơn chuyển tiền đó và bản thân ai cũng muốn được giảm cái mức thuế, vậy thì nó dẫn đến một cái việc nữa, đó là làm giả các giấy tờ chuyển tiền, làm giả các giấy tờ để có thể được miễn giảm thuế vào cuối năm khi mà chúng ta làm báo cáo thuế cuối năm. Thì không biết là anh Hùng với kinh nghiệm mà hơn 20 năm quản lý thực tập sinh, tốt nghiệp sinh, các bạn hẳn là đều có cái nhu cầu muốn được miễn giảm thuế và chuyển tiền về cho gia đình, thì liệu cái hình thức tay ba này nó có gây nguy hại gì cho các bạn không ạ? Đối với nước Nhật ấy, thì cái việc vi phạm thuế nó là một cái vi phạm cực kỳ lớn và xử lý rất là mạnh. Thì cái điều đầu tiên là cái việc mà chúng ta gửi tiền tay ba thì sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta chính là tiếp tay cho việc là trốn thuế và ảnh hưởng đến cái an ninh tài chính của một quốc gia. Đấy, cái vấn đề số 2 như bạn vừa đề cập đó là liên quan tới việc chứng minh thu nhập. Đối với những người họ thu nhập đen, họ cố tình họ gửi tay ba thôi, chúng ta không nói. Nhưng mà những người đã bỏ ra giọt mồ hôi công sức của mình, đúng không ạ? Giọt máu của mình, thậm chí là máu để mà đổi lấy một khoản tiền và bây giờ chắt chiu gửi về, đúng không ạ? Lại giao một cái phần đời của mình và giao cho một cái người mà chỉ quen trên mạng thôi thì thực sự là quá rủi ro. Tuy nhiên là hiện giờ thì các sở thuế ấy, là người ta cũng bắt đầu khắt khe, và khi người ta bó tay thì người ta tức giận, và người ta tức giận thì người ta có những cái hành vi thực sự mà nói là phân biệt đối xử với người nước ngoài. Như chúng tôi là đã phải vì là cố vấn cho nên đôi khi tôi phải gọi điện xử lý những cái vụ mà không xin được thuế thì nhận được cái sự hắt hủi kinh khủng, bởi vì tôi xử lý nhiều vụ nên tôi biết là có những thành phố mà họ lượng người nước ngoài đông, họ nghe thấy là mình nói về cái vụ là thuế thế nọ thế kia là gần như họ trả lời kiểu nhát gừng và rất là không cộng tác. Thì đây là một cái sự mà thiệt thòi ấy rất là lớn, và nó mang tính cộng đồng chứ nó không phải là một cá nhân nào đấy cả. Chúng ta đang phấn đấu từng ngày từng giờ để mà lấy được cái uy tín của cộng đồng người Việt Nam. Chúng ta muốn người ta tôn trọng, chúng ta muốn người ta đối xử một cách công bằng, nhưng mà thực ra chúng ta lại vô tình tiếp tay cho những cái việc là đánh mất đi cái uy tín của người Việt Nam thì thực sự rất là đáng tiếc. Các vị khách mời của chúng ta có nhắc đến một ý, đó là lợi dụng lòng tin. Dịch vụ thì không xấu, nhưng mà những người lợi dụng lòng tin và lợi dụng dịch vụ để làm những cái việc xấu, gây ra những cái hậu quả cho người sử dụng dịch vụ như là bị lừa tiền chẳng hạn, hay là liên hệ để chuyển tiền rồi xong sau đó thì bay nick chẳng hạn. Ở góc độ làm nghiên cứu về chính sách công, chị Nhật có những cái nhìn nhận như thế nào về những cái niềm tin tưởng giữa con người với con người trong cộng đồng, cũng như là việc mà có những người lợi dụng cái niềm tin này để thực hiện cái hành vi bất chính không ạ? Mình thì mình cho rằng là cái việc sống theo pháp luật là một việc sống nhàn và rất là khỏe và tiết kiệm. Nếu mà mọi người mà chuyển tiền tay ba, mọi người phải tự đi xây dựng niềm tin, tự đi tìm niềm tin, tự đi xem là cái người này có đáng tin cậy hay không, rồi là truyền tay nhau xong là cái như thế nào thì được, hay là phải chuyển một hai lần thì mới được. Cái đó mình, nếu mà mình đã sống theo pháp luật, mình làm theo những cái mà đã có những cái chuyên gia, đã có những người đã làm trước ấy, thì mình rất là khỏe. Mình biết đi con, mình biết nó đắt hơn một chút, nhưng mình hiểu được rằng là bởi vì có hàng ngàn nhân viên đang hoạt động ở trong công ty đấy để làm cho cái dịch vụ nó trơn tru hơn. Mình biết được là có những cái gì rồi đấy, có những người họ đi tìm niềm tin, họ đi xác nhận cái niềm tin đấy giúp mình. Sống theo pháp luật và sống theo những cái quy định pháp luật là rất là khỏe, rất là tiết kiệm và rất là nhàn. Chúng ta sẽ không bàn về cái việc là chuyển tiền tay ba là tốt hay là không tốt, bởi vì nếu mà nó đã là vi phạm pháp luật có nghĩa là nó vi phạm pháp luật và nó là cái ranh giới. Từ góc nhìn từ một người mà đang làm ở trong công ty liên quan đến lĩnh vực này, thì Ngọc có thể cho chúng tôi biết về là có những cái thông tin nào từ phía những công ty như này giúp cho những cái người mà Việt Nam đang sinh sống tại Nhật có thể an tâm hơn về việc là sử dụng những dịch vụ mà chính thống của những công ty chuyển tiền được không? Thứ nhất em sẽ nói về vấn đề là làm giấy tờ giả để khai báo thuế. Thì hầu như là mọi năm bên DICOM luôn nhận được điện thoại từ sở thuế để xác nhận xem là cái tờ đấy nó có đúng hay không. Thì sau đấy thì DICOM lại thêm một cái mã QR, một cái mã code vào ở trong những cái tờ giấy đấy. Từ lúc đấy cho tới bây giờ thì cái việc mà làm giả giấy tờ để khai báo thuế nó không còn xuất hiện ở DICOM nữa.
Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về vấn đề chuyển tiền tay ba. Thì một tháng em cho trung bình là mọi người sẽ mất tầm 1 cent để phí chuyển tiền. Thì 12 tháng trong 1 năm thì mọi người mất tầm 1.2 nhỉ? Là 1.2. Thì 1.2 đấy nó bao trọn niềm tin của tất cả mọi người. Mọi người không phải lăng tăng là liệu lần này tôi gửi tiền về nó có bị mất không, hay là canh từng giờ lại có về được tới tay ba mẹ tôi ở Việt Nam không. Thì cái việc đấy mọi người không còn phải lo sợ nữa. Anh giám đốc công ty Dicom mở ra là vì nghĩ tới đồng bào Việt Nam rất là nhiều. Nên là anh luôn muốn những gì mà tốt đẹp và tiện lợi nhất đến với người Việt Nam đang sinh sống ở Nhật Bản. Những cái vấn đề mà lừa lọc hay là những cái vấn đề chuyển tiền nhanh, chuyển tiền chậm thì anh đang luôn cố gắng khắc phục để cho tất cả mọi người dùng dịch vụ cảm nhận được là mình đang rất là yên tâm khi mà sử dụng Dicom. Vâng, và một lần nữa cảm ơn rất nhiều những ý kiến đến từ các vị khách mời. Và chúng tôi cũng rất là mong rằng những thông tin, những ý kiến mà chúng tôi đưa ra trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có những góc nhìn khách quan hơn cũng như là đa chiều hơn về những vấn đề liên quan đến thứ nhất là chuyển tiền, thứ hai nữa là làm hồ sơ hoàn thuế. Và mong rằng từ những thông tin đấy quý vị và các bạn sẽ có những hoạt động liên quan đến thuế hay là những hoạt động chuyển tiền hợp pháp. Vâng, tạm gác lại chủ đề liên quan đến tiền rất là nặng nề, cũng như thường lệ, những phút cuối cùng của chương trình chúng tôi muốn gửi tặng, muốn truyền đến cho các vị khách mời những tấm gương người tốt việc tốt, những tin tức tích cực trong cộng đồng người Việt Nam của chúng ta. Và đây cũng sẽ là chuyên mục cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vòng chung kết cuộc thi hùng vĩ tiếng Nhật dành cho người Việt Nam tại Nhật Bản đã được tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản Favisa tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Cuộc thi có sự tham gia của 10 thí sinh, được chọn từ gần 100 bài dự thi viết văn và từ gần 30 thí sinh vòng sơ khảo. Các chủ đề dự thi xoay quanh những câu chuyện thực tế tại Nhật Bản và những vấn đề được nhiều người quan tâm. Vòng chung kết cuộc thi đã nhận được sự quan tâm từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, sự đồng hành từ các doanh nghiệp Việt, Nhật